thành công rồi mọi người ơi. Cách làm slime trông như vậy siêu đơn giản luôn và không cần dung dịch làm đông đâu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ pha muối với nước, sau đó khuấy cho muối tan ra hết nha. Tiếp đến là đổ keo trong vào trong cái hỗn hợp muối này luôn nhé. Rồi cho thêm nước để tránh bị đặc quá nha. Sau đó chúng ta sẽ dùng muỗng và trộn đều một xíu nè. Đừng có trộn mạnh quá sẽ làm cho slime sẽ cứng nha. Rồi vớt ra cho vào một cái hộp đựng và chờ slime trong thôi. Ta-da! Slime lại trong rồi nè. Cùng chơi thôi. Cách làm slime này siêu đơn giản luôn và sẽ trao ra một kẻ slime trong rất là trong luôn nhé. Nếu còn cách nào khác, hãy bình luận ở dưới video này nha. Bye bye! Thank you.